Vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, Việt Capital Bank đã công bố gia nhập tổ chức thẻ quốc tế Mastercard. Vào ngày 5 tháng 9 vừa qua, Việt Capital Bank, hay còn gọi là Ngân hàng Bản Việt, đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thẻ quốc tế Mastercard. Để gia nhập tổ chức thẻ này, ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, năng lực vận hành hệ thống, khung pháp lý cũng như có khả năng tài chính phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế do chính Mastercard đưa ra. Trong thời gian tới, Việt Capital Bank sẽ ra mắt nhiều loại thẻ quốc tế có phạm vi chấp nhận thanh toán trên toàn cầu, như thẻ tín dụng quốc tế, thẻ trả trước quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế. Hiện nay, Việt Capital Bank đã phát hành 50.000 thẻ nội địa, có thể được chấp nhận giao dịch tại 19.000 máy ATM và hơn 100.000 máy POS của các ngân hàng là thành viên trong Liên minh thẻ SmartLink và BNetVN.